làm hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng từ bi thầm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than quên đi bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng cha lành, lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên vui, tình đời ôi chan chứa. Xa xa vắng nghe tiếng cầu kinh, thức tính bao tâm hồn giữa bể khổ trầm luân về với anh đạo vàng. Nguyện nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện nguyện cầu cho chúng sinh an lành. Đồng nguyện suốt đời theo gót người xưa. Và nguyện cho cuộc đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió vẫn êm đềm vì tâm con đang mơ lời vàng ôi cao quý. Đêm nay cầu xin Đức Từ Bi thăm xó thương cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phải mờ. Không phải mờ. Đêm nay cầu xin Đức Từ Bi thăm xó thương cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phải mờ. À, xin được cảm ơn các anh chị ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một phần trình diễn vô cùng đặc biệt của nhóm nhạc Hương Từ Bi với một ca khúc vô cùng ý nghĩa về Phật giáo để mở đầu cho chương trình Sức Nước Ngàn Năm. Thưa quý vị, một xã hội bình yên là một xã hội được phát triển ổn định, trật tự với pháp luật song hành, mà ở đó mỗi một người dân hiểu được thế nào là đúng sai và thiện ác. Cảm ơn anh chị đã mang tới một không khí vô cùng tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng tôi rất là muốn các anh chị sẽ tự giới thiệu về mình ạ. Xin được mời anh trước ạ. Vâng, lời đầu tiên thì xin gửi tới quý khán giả đang xem truyền hình và MC Thành Trung lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Vâng, mình là Ngọc Cường và mình là một nhà thiết kế áo dài. Và ngoài thiết kế áo dài ra thì mình là còn đi hát nhạc Phật giáo với pháp danh là Tâm Nguyện. Và chắc chắn rằng là những cái đóng góp của anh trong cuộc sống cũng như là cho Phật Pháp sẽ được mọi người ghi nhận cũng như là cảm nhận ạ. Còn chị ạ, mời chị tự giới thiệu về mình ạ. Xin chào khán giả của chương trình Sức Nước Ngàn Năm và xin chào MC Thành Trung. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thúy Nga. Hiện nay tôi đang làm nghệ thuật tự do và cũng là một thành viên của nhóm nhạc Hương Từ Bi, cũng thường xuyên tham gia hát nhạc Phật. Và hôm nay rất là hạnh phúc được đứng trên sân khấu của Sức Nước Ngàn Năm và cống hiến cho quý khán giả một ca khúc về Phật giáo. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào Thành Trung và quý vị khán giả truyền hình. Mình là Tú Nhật Minh. Hiện nay là nghệ sĩ tự do. Ngoài hát thì Tú Nhật Minh còn tham gia
dẫn chương trình Tự Do tại Hà Nội. Dạ, thế là tôi lại gặp được một đồng nghiệp của tôi rồi đấy ạ. Và hy vọng rằng ngày hôm nay các anh chị sẽ là những người vượt qua được những thử thách của chương trình Sức Nước Ngàn Năm. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng đầu tiên được mang tên Gỡ Rối. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Sức Nước Ngàn Năm. Và đây là vòng 1 của chương trình được mang tên Gỡ Rối. Ở vòng này, ba người chơi của chúng ta sẽ cùng xem hai tình huống của chương trình đưa ra. Ứng với hai tình huống sẽ là hai câu hỏi với các phương án A, B và C. Ba người chơi sẽ lựa chọn các phương án. Nếu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được 50 điểm. Đúng và nhanh thứ hai được 30 điểm. Đúng và nhanh thứ ba sẽ được 20 điểm. Trả lời không đúng, không có điểm. Kết thúc phần này, ai có số điểm thấp nhất người đó sẽ phải chia tay với chương trình. Mọi người đã hiểu luật rồi đúng không ạ? Rồi. À, hãy thật bình tĩnh, phải nói là các anh chị là những người chơi thời trang nhất từ trước đến nay của Sức Nước Ngàn Năm. Và chúng tôi mong là cái điểm thời trang này nó cũng tương ứng với cái điểm mà các anh chị hiểu biết về pháp luật. Bây giờ sẽ là tình huống số 1. À, chào anh. Chào em. Dạ. Anh chờ em lâu chưa? Ngồi đi. Anh cũng mới đến thôi. Vâng. Mà còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn cơ mà. Anh Quang này, cái ngôi nhà của anh định bán đấy. Mặt tiền thì rất là đẹp. Không hiểu sao là anh lại định bán ở trong cái thời điểm này, giá nó thấp. Chẳng giấu gì em, công ty của anh bây giờ ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn. Một phần là cũng vì dịch bệnh. Chính vì thế mà cho anh cũng phải bán cái căn nhà này. Căn nhà đấy cũng là vay ngân hàng để mua, nhưng bây giờ bán đi để còn lấy tiền chi trả lương cho công nhân nữa. Như em được biết ý là ngôi nhà của anh còn đang cho người ta thuê, mà bây giờ bán cho em thì giải quyết nào? Em yên tâm, anh đã thông báo cho bà chủ thuê nhà bên đó biết rồi. Bà ấy hoàn toàn nhất trí. Thế thì tốt quá. Thế thì anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ cần thiết chưa? Tất nhiên là anh đã chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. Em cũng biết đấy, giá cả thì mình đã thỏa thuận xong rồi. Mục đích cuối cùng là anh cũng muốn đẩy nhanh tiến độ, càng nhanh càng tốt để anh còn thu tiền về. Nếu mà sáng mai mà anh rảnh ý, thì mình ra văn phòng công chứng luôn. Được, thế thì tốt quá. Thế anh hẹn em đúng 9 giờ sáng mai nhé. Vâng. Uống nước đi. Thôi thôi, bây giờ em có việc phải đi luôn. Mai gặp nhau. 9 giờ. Cảm ơn em. Chào anh nhé. Úi dồi, kiếp. Chào chị. Úi dồi, em rớt cao mình thì bác bảo bác chả gọi em gì cả. Bác ơi bác ngồi, em mời bác ngồi ạ. Vâng. Bác ăn gì để em làm? Tôi vào đây không phải để ăn. Về nhà hàng ăn thì không vào để ăn thì vào để làm cái gì? Chắc là chị chưa biết thông tin. Thông tin gì? Tôi là chủ sở hữu mới của ngôi nhà này. Chủ? Cái gì hả bác? Bác bảo bác là chủ sở hữu mới của ngôi nhà này ạ? Tôi mua rồi. Ôi dồi ôi, thế thì em mới chưa gặp anh bao giờ. Thế hôm nay mình đến đây có việc gì đấy anh? Cũng phải nói chuyện thế này. Một tháng nữa vợ chồng tôi cần ở. Vâng, vâng. Cho nên là bên mình dọn đi giúp tôi. Thì đây bác nhìn đi, ngày nào mà em chả do ăn gơm khổ. Bác vừa vào đây em chả lau gơm, gơm lau thì mỏi hết cả tay đây còn gì nữa. Đây này bác nhìn đây này, bàn nó không còn một tí bụi đây này, ngày nào mà em chả dọn. Cô Hương ạ, không phải là dọn dẹp hàng ngày, mà là cô dọn cái cửa hàng này đi chỗ khác để vợ chồng tôi lấy lại ngôi nhà này. Vợ chồng con cái chúng tôi về đây ở. Bác nói thì em hiểu rồi. Ôi giời bác ơi, thì tự dưng thì một ngày đẹp trời bác đến thì em đang kinh doanh bình thường thì bác lại đến, bác lại bảo là em đi thì bây giờ em đi đâu? Em đi đâu thì bây giờ bác định gọi là triệt được làm ăn của em mà chết ai để thế? Làm sao mà em chuyển thế được? Nhưng mà bây giờ chúng tôi cần lấy lại cái ngôi nhà này bởi vì tôi là chủ sở hữu mới. Giờ này anh em mình nói chuyện là tình cảm nhá. Đấy, thế thì tức là bác là chủ mới của ngôi nhà này. Thì bây giờ thì em ấy đang có lời thuê ở cái ngôi nhà này, đúng không? Thế thì trong hợp đồng của em bây giờ là nó vẫn chưa hết thời hạn là thuê. Thế tự dưng người bác ấy đến bác lại đòi nhà em, mình nghe nó vô lý, ai mà chấp nhận được. Hợp đồng là cô ký kết với cả anh Quang. Đúng rồi. Bây giờ tôi chủ sở hữu mới, tôi mua rồi, tôi không cần biết.
Ấy thì bác mua đây, bác mua với anh Quang chứ có phải là bác mua bán gì với em đâu. Đúng rồi. Bây giờ bác ký với anh Quang thì bác cũng phải có trách nhiệm chứ. Nhưng cái quan trọng nhất là cái này nó không phải là cái vấn đề hợp đồng mà bác phải hiểu cho em là như thế này này. Em là dân làm ăn đấy, dưới em là còn có hàng bao nhiêu nhân viên. Đấy, dưới nhân viên em nữa lại còn có vợ chồng con cái nhân viên. Hay xong mà trong gia đình nhà em lại còn có là chồng em, con em và bố mẹ em ở nhà. Thì bây giờ tất cả mọi người là đang trông chờ vào một mình em. Em kinh doanh cái cửa hàng này. Đấy bác thấy thì mưa gió thì nhà em làm gì có khách đâu. Thế thì tự dưng hôm nay bác đến thì bác lại hỏi bác đòi nhà em thế này thì bác cũng phải hiểu cho em là em có là rất là nhiều vấn đề. Ví dụ bây giờ mà em là di chuyển là từ cái chỗ này thì em cũng phải có thời gian để cho em còn thu xếp, sắp xếp rồi em còn chuẩn bị mọi thứ. Mà cái quan trọng nhất là như thế này này, tức là mình phải xin được cái giấy phép, tức là sao, là di rời đấy địa điểm kinh doanh. Đấy, sau đó mình phải xin cái giấy phép là đăng ký kinh doanh, mà cái chỗ mà em chuyển đến thì phải có cái khả năng kinh doanh, mà thậm chí là phải kinh doanh tốt, tức là sao, nó phải gần trường này, gần trung tâm này, đấy, gần khu dân cư này. Thôi, tóm lại là cô không muốn chuyển đúng không? Vâng. Từ lúc nào bác đến bây giờ em mới thấy bác nói đúng được một câu đấy. Tôi nói cô nghe này, nhà này tôi đã mua rồi, không muốn chuyển thì vẫn phải chuyển. Một tháng nữa vợ chồng chúng tôi về đây ở. Tôi cho cô thêm một tuần nữa, tức là 5 tuần, không chuyển cũng không được nhá. Tóm lại thế. Chào. Bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho tình huống này. Trong trường hợp không có thỏa thuận khác, pháp luật quy định như thế nào trong trường hợp anh Quang chuyển quyền sở hữu căn nhà đang cho thuê cho anh Tùng mà thời hạn thuê nhà giữa anh Quang và chị Hà vẫn còn? A. Chị Hà không được tiếp tục thuê căn nhà vì chủ sở hữu căn nhà không còn là anh Quang. B. Chị Hà chỉ được tiếp tục thuê căn nhà nếu được sự đồng ý của anh Tùng. C. Chị Hà được tiếp tục thuê nhà đến hết hạn hợp đồng đã ký với anh Quang. Thời gian dành cho 3 người chơi bắt đầu. Thời gian đã hết, hãy cùng xem 3 người chơi lựa chọn ra sao. Chúng ta có anh Ngọc Cường lựa chọn đáp án B, chị Thúy Nga và anh Nhật Minh chọn đáp án C. Nào, bây giờ chúng tôi muốn hỏi anh Cường, tại sao anh lại chọn B? Thì anh nghĩ rằng là nếu mà chủ sở hữu là đã được quyền mua đất cái căn nhà đó thì có quyền là đồng ý hay không thì mới được ở. Ý nói là cái gì đã là của tôi, đúng rồi, tôi quyết thì mọi người phải theo, có đúng không? Vì tôi là chủ sở hữu, tôi có cho hay không cho là quyền của tôi. Đúng rồi. Rồi. Ê, chị Nga, tại sao chị lại chọn C ạ? Theo tôi thì chị Hà thuê nhà của anh Quang và anh Tùng thì là chủ sở hữu đến sau. Vì vậy mà cái việc giao kèo giữa hợp đồng giữa hai bên là của chị Hà và anh Quang chứ không phải của chị Hà và anh Tùng. Vì vậy là chị Hà sẽ tiếp tục được thuê nhà đến hết hạn hợp đồng đã ký với anh Quang. Theo tôi chọn đáp án C ạ. Vâng. Anh Minh thì sao? Theo tôi thì cũng gần giống với cả chị Nga, bởi vì là chị Hà ký với cả anh Quang, nhưng mà mặc dù anh Quang đã bán nhà đi rồi nhưng mà cái hợp đồng thuê nhà vẫn còn. Vì vậy cho nên là phải ở hết cái hợp đồng đấy rồi bắt đầu chị Hà mới dọn đi. Thưa quý vị, đây là một trường hợp không phải là ít gặp trong cuộc sống. Đôi khi quý vị đầu tư trên một mặt bằng với một cái số tiền rất lớn. Thế nhưng rồi vì một lý do nào đó chủ sở hữu của mặt bằng đó cần tới kinh tế hoặc là cần sang nhượng. Thì rất nhiều người cảm thấy hoang mang với tình huống này và rất nhiều người khi không hiểu luật cũng đã chịu thiệt thòi trong tình huống này. Vậy thì luật pháp quy định như thế nào mới là đúng? Bây giờ sẽ là đáp án. Đáp án đúng đó chính là C. Chị Hà được tiếp tục thuê nhà đến hết hợp đồng đã ký với anh Quang. Căn cứ khoản 2 điều 133 luật nhà ở 2014 quy định, trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Chị Nga, chị có biết là chị trả lời nhanh hơn hay là anh Minh trả lời nhanh hơn không ạ? Hình như mình chậm hơn tính Nhật Minh thì phải. Vâng, chính vì chị chậm hơn nên là anh Minh có 50 điểm ạ. Nhường em út em ạ. Và chị Nga có 30 điểm. Anh Cường tạm nhường hai đồng đội đi trước, mình đi sau để bọc hậu, đúng không? Bọc hậu, cẩn thận. Anh đừng nhường nữa nhé. Anh nhường nữa là anh không bọc được hậu đâu, mà anh xuống luôn dưới kia đấy, làm khán giả cổ vũ đấy. Thế nên là chúng ta chỉ còn một tình huống nữa thôi. Tình huống số 2. Mình.
Ok ok ok, ông đi. Ôi ôi kìa. Ôi mình ơi. Làm sao đấy? Làm sao mà đi họp lớp về lại khó chịu rồi đá thúng đụng đi là như nào? Nói nó làm tôi nhục cả mặt nhá. Mình nói em chẳng hiểu gì cả. Còn cái gì mà không hiểu hả? Anh hôm nay đi họp lớp đúng không? Vâng. Anh ra lớp anh ấy, đứa nào nó có ô tô nhá. Xanh đỏ tím vàng đủ màu cả. Còn cái trong đấy anh đi cái xe nửa đen nửa đỏ thế này. Tôi quyết định rồi. Mình quyết định? Ừ. Quyết định gì? Quyết định mua ô tô. Ô, bây giờ mình phải để tiền để làm những cái vấn đề thiết thực chứ. Bây giờ em hỏi mình nhá. Con mình thì đang sắp vào cấp 3. Mẹ ốm mệt, còn bao nhiêu vấn đề phải lo. Tự nhiên bây giờ mình lại muốn dành tiền để mua những cái không cần thiết để làm gì. Cái ô tô ấy nó sẽ là cái thiết thực cho cả gia đình nhà mình. Mưa nó không đến mặt này, nắng nó không đến đầu này. Rồi đi họp lớp với anh không phải dắt bộ nữa nhá. Ôi em nói anh nghe này. Anh đi họp lớp là để ôn lại kỷ niệm cũ, chứ không phải là để khoe mẽ thế nọ thế kia. Quyết rồi, mua ô tô nhá. Em nói với anh này, không mua ô tô. Nhưng mà cái ô tô nó thiết thực với hai vợ chồng mình. Thôi em không phải nói nhiều nữa nhá. Mà tôi quyết rồi nhá. Nhá, ô tô của anh mua, được chưa? Thế bây giờ em nói đến như thế rồi anh vẫn không nghe lời em đúng không? Không. Anh vẫn quyết tâm mua ô tô đúng không? Mua ô tô. Được rồi. Thế thì tiền của anh bỏ ra mua ô tô anh tự lo. Em không liên quan. Này, thế em nghĩ là anh không mua được ô tô à? Ô tô của anh mua, em đừng có mà đi nhá. Mày. Ôi dồi bác ạ. Chồng cô có nhà không? Chồng em hôm nay ra công trường. Bác ngồi chơi ạ. Này. Dạ. Hôm trước tôi thấy nói vợ tôi về kể là gặp cô đi mua vàng đấy. Ôi trời ơi. Bác uống nước ạ. Vâng. Lộc trời cho, đến đâu thì biết đến đấy bác ạ. Em thì kiếm được bao nhiêu là cũng tích cóp mua vàng. Ừ, mình mà đã nợ rồi thì lo mà trả. Trả nợ thế mới thanh thản, mới làm được việc khác. Vâng, bác nói đúng đấy ạ. Có nợ là phải trả. Đây này, đấy bác xem. Cả cái nhà cao rộng này ấy là nhà em trước xây thì cũng đi vay mấy trăm triệu. Nhưng mà tháng vừa rồi là vợ chồng cũng trả hết nợ luôn rồi. Ừ, đúng rồi. Trả hết nợ luôn. Vâng. Thế thì cô trả nợ tôi luôn đi. Trả nợ bác ấy ạ? Ừ. Em không lú lẫn đâu nhá. Vợ chồng em vay ai là có giấy tờ đàng hoàng. Em nhớ là em không vay bác xu nào đâu nhỉ. Cậu Hải, chồng cô ấy sang vay tôi 500 triệu. Ôi dồi cái gì ạ? Giấy viết nợ vẫn còn ở nhà. Ôi dồi. Cứ trả tôi lất nha lất nhất, khó chịu lắm. Vay 500 triệu ấy ạ? Ừ. Nhưng mà vay 500 triệu làm gì? Nhà em có cần tiền để vay làm gì mà lắm thế đâu ạ. Thế cô không nhìn thấy ô tô của cậu Hải đi à? Ôi dồi, này bác ơi, ai vay bác thì bác sang bác đòi người đấy. Em làm gì có tiền đâu ạ. Cô này hay nhỉ, nói ngang thật. Cô là vợ cậu ấy, mà cậu ấy vay tiền tôi thì phải cô có trách nhiệm trả nợ chứ. Rồi ôi bác ơi, em nói thật với bác nhá, là chồng em vay tiền để mà mua xe, em nào có biết đâu, có nói chuyện với em. Có nói gì đâu nào, giấy vay mượn thì cũng là chồng em ký, có phải em ký đâu. Bây giờ bác mà muốn đòi thì bác đi mà tìm chồng em đòi. Em không có liên can. Hay nhỉ. Chồng cô mua cái xe ô tô là sử dụng chung cho nhu cầu thiết yếu của gia đình. Vì thế đó là tài sản chung của cả gia đình. Cho nên trách nhiệm trả nợ một phần cô phải chịu vào đấy. Ôi trời ơi. Em nói thật với bác, giấy tờ ký nợ không phải em. Em không liên quan. Kệ bác, bác đi mà tìm chồng em đòi. Cô nói giấy tờ nhá, thì tôi nói luôn, cái tài sản sau hôn nhân ý, cái sau cái tờ giấy kết hôn ý, tài sản đấy là của chung. Vì thế chồng cô vay tiền mua ô tô ấy thì là tài sản đó, tài sản chung của cả cô cả cậu ấy. Vì thế cô phải có chịu trách nhiệm chung về cái chuyện trả nợ cho tôi. Cô trả không, tôi nói cho biết, cô về cô bảo cô Hải nhá, lo đi, không trả nợ đừng trách tôi, mai tôi lại sang. Ôi rồi liệu mà trả nợ. Thưa quý vị, lại một tình huống vô cùng gần gũi và thường gặp trong cuộc sống. Vậy thì quý vị đã thực sự hiểu vấn đề này theo góc nhìn của luật pháp hay chưa? Cũng như là ba người chơi của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi. Anh Hải tự ý vay tiền bạn để mua ô tô mà không được sự đồng ý của chị Linh.
pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của chị Linh trong trường hợp này? A. Chị Linh không phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch mua xe do anh Hải thực hiện. B. Chị Linh phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch mua xe do anh Hải thực hiện. C. Chị Linh có quyền yêu cầu anh Hải bán chiếc xe đi để trả nợ cho bạn. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết, hãy cùng xem người chơi của chúng ta lựa chọn như thế nào. Một lần nữa anh Cường một mình một đường. Và một lần nữa chị Nga với anh Minh lại cùng ý kiến. Lần này vẫn là anh Minh nhanh hơn. Tại sao anh lại chọn Hạ? Theo quan điểm của tôi thì Linh với cả Hải là hai vợ chồng. Nhưng mà nếu mà ai mà vay thì người đấy phải chịu chứ. Chứ bây giờ tự dưng người này vay người kia phải chịu thì mình chưa thấy cái trường hợp đấy. Chị Nga là sao ạ? Ở nhà đã bao giờ anh vay mượn gì mà chị phải trả chưa ạ? Nhà tôi thì không có trường hợp như vậy. Nhưng mà theo tôi thì chị Linh không phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch mua xe do anh Hải thực hiện. Bởi vì là trên mặt giấy tờ là anh Hải thực hiện cái việc ký kết vay giữa anh Hải và anh Thắng ạ. Chứ chị Linh không liên quan về mặt pháp lý ạ. Cho nên là tôi nghĩ là như vậy và tôi chọn phương án A. Thưa quý vị, đây cũng là một trường hợp nhiều gia đình gặp phải. Khi chồng hoặc vợ vay nợ, rồi sau đó người còn lại buộc phải có trách nhiệm. Thì đáp án... Đáp án đúng ở đây đó chính là A. Căn cứ khoản 1 điều 27, khoản 1 điều 30 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định, vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Như vậy, việc mua ô tô của anh Hải là phục vụ mục đích riêng của anh Hải, không phải nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, nên chị Linh không phải có trách nhiệm trong câu chuyện trả nợ cho anh Hải. Và với việc trả lời đúng và lại nhanh nhất, anh Minh sẽ được 50 điểm nữa, 100 điểm xin được chúc mừng. Và 30 điểm nữa thuộc về chị Nga, 60 điểm. Anh Cường rất ổn định và nhất quyết là không vượt các em. Luôn luôn là người anh ở phía sau để gọi là... Người anh gương mẫu. Để gọi là nhìn các em, để bao bọc cho các em. Và nhất quyết là bao bọc mà, hình tròn. Nhất quyết là không có gì, không điểm. Nói vậy thôi, thực ra là rất là vui. Hôm nay thì thông qua hai câu hỏi thì người thân của anh hay bản thân tôi mới gặp anh, tôi cũng biết anh là một người có cái tính cách như thế nào. Và anh là một người hướng về tình cảm nhiều. Và luôn luôn là hay dùng cảm xúc của mình để yêu thương hay để xử lý những cái vụ việc trong cuộc sống. Ê, thôi thì hôm nay anh không đi tiếp nhưng mà anh đã có thêm, tôi nghĩ là những kiến thức bổ ích, có đúng không ạ? Rất cảm ơn chương trình và mình đến đây là mình được giao lưu và hiểu thêm được những cái điều mà mình chưa thể biết được về pháp luật, mình cũng hết sức là vui. Cảm ơn anh ạ đã đến với chương trình và chúng tôi sẽ có quà tặng cho anh ạ. Xin được thay mặt chương trình dành tặng anh một món quà lưu niệm ạ. Cảm ơn chị. Chúc anh thật nhiều may mắn, niềm vui và cái sự an lạc trong cuộc sống. Cảm ơn chương trình. Chúng tôi mời quý vị cùng với hai người chơi còn lại đến ngay với vòng 2 được mang tên đối đầu. Anh Cường rất ổn định và nhất quyết là không vượt các em. Sau vòng gỡ rối, người đàn ông tình cảm Ngọc Cường đã phải chia tay Sức Nước Hà Nam trong tiếc nuối. Hiện tại Nhật Minh đang dẫn trước nên ở vòng thi tiếp theo, Thúy Nga hãy nhanh tay hơn để đảo ngược tình thế nào. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Sức Nước Ngàn Năm và đây là vòng 2 được mang tên đối đầu. Hai người chơi của chúng ta sẽ cùng đến với 5 câu hỏi của chương trình. Họ sẽ đưa ra các đáp án A, B và C. Nếu trả lời đúng và nhanh, họ sẽ có 20 điểm. Đúng và nhanh thứ hai sẽ được 10 điểm. Trả lời sai thì sẽ không có điểm. Tổng điểm của vòng 2 và vòng 1, ai nhiều hơn người đó sẽ đi tiếp vào vòng 3. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 1. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là loại giao dịch nào sau đây? A. Giao dịch bằng văn bản. B. Giao dịch bằng lời nói. C. Giao dịch bằng hành vi cụ thể. Thời gian bắt đầu. Hãy cùng xem kết quả. Chúng ta nhìn thấy chị Nga và anh Minh đều chọn phương án A. Một lần nữa anh Minh lại nhanh hơn. Tại sao lại là A, anh Minh? Tại vì theo tôi thì thường các cái giao dịch điện tử ấy
là mọi người hay ngồi đánh enter. Thì tôi nghĩ là nó là giao dịch bằng văn bản. Văn bản. Chị Nga cũng đồng ý như vậy chị ạ? Tôi cũng chung ý kiến với Nhật Minh ạ. Và hãy cùng xem kết quả. Chính xác, đó là căn cứ khoản 1 điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp là dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. Với việc trả lời đúng và nhanh, anh Minh đã có 20 điểm, xin được chúc mừng. Chị Nga có 10 điểm. Có vẻ như kịch bản nó vẫn cứ lặp đi lặp lại, cả hai cùng đúng và anh Minh thì lại nhanh hơn. Xin được nói với chị Nga là anh Minh anh đang rất nhiều điểm ở vòng 1 đấy ạ. Mà vòng này anh lại còn đang được 20 điểm nữa, vì thế mà chị phải nhanh tay hơn nữa. Anh lúc nãy thì vòng chơi đầu tiên thì anh tâm nguyện anh nhường hai chị em, bây giờ có lẽ mình lại nhường tiếp Nhật Minh. Thôi em không thích nhường đâu. Chị cứ chơi đúng sức của mình đi đúng không? Bởi vì thực ra mà nói là may mắn ấy là một phần, nhưng đôi khi chúng ta có một cái cảm quan về điều gì là chính xác thì chúng ta đương nhiên sẽ đưa ra những hành động nhanh và sớm hơn. Nào hãy cùng xem câu hỏi số 2 thì sẽ là thế nào. Xin mời. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì tòa án có giải quyết cho ly hôn không? A có, B không, C tùy từng trường hợp cụ thể. Thời gian bắt đầu. Hãy xem kết quả. Một lần nữa cả hai cùng chọn A. Lần này chị Nga nhanh hơn rồi. Nhưng quan trọng phải đúng nữa cơ. Nào, chúng ta hãy cùng xem kết quả. Chính xác, đó là lần này đã trả lời đúng và nhanh hơn. Chị Nga có 20 điểm, xin được chúc mừng. Anh Minh có thêm 10 điểm. Căn cứ khoản 2 điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định, trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì tòa án giải quyết cho ly hôn. Bây giờ là câu hỏi số 3. Phụ lục hợp đồng lao động có hiệu lực như hợp đồng lao động không? A có, B không, C tùy từng trường hợp cụ thể. Thời gian bắt đầu. Kết quả người chơi lựa chọn. Một lần nữa cả hai cùng chọn A. Lần này thì anh Minh đã nhanh hơn rất nhiều. 0,1 giây. Tại sao? Đây là A. Tại vì anh nghĩ là phụ lục hợp đồng lao động, mỗi cái phụ lục thì nó cũng quan trọng, thì nó sẽ có hiệu lực như là hợp đồng lao động. Chị Nga thì sao ạ? Chị đã bao giờ ký hợp đồng lao động với ai chưa? Hay là với đơn vị nào chưa? Mình chưa ký hợp đồng lao động với đơn vị nào cả, nhưng mà cũng nghĩ như Thúy Nhật Minh. Vậy thì pháp luật quy định ra sao? Đáp án ạ. Chính xác, đó là rất nhanh và phải nói là rất chính xác. Anh Minh một lần nữa có thêm 20 điểm. Chị Nga có thêm 10 điểm. Căn cứ khoản 1 điều 22 Bộ luật Lao động 2019 quy định, phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Chúng ta có thể thấy phụ lục đó là có thể là phần phụ, nhưng có thể là phần thêm vào, nhưng nó làm cho cái hợp đồng hoàn thiện hơn và được sự thỏa thuận của hai bên, thì tất cả những cái điều mà đã thỏa thuận đó điều quan trọng như nhau. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4. Thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là bao nhiêu năm? A 3 năm, B 5 năm, C 10 năm. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết. Hãy cùng xem kết quả người chơi lựa chọn. Lần này đã có sự đổi khác. Chị Thúy Nga chọn A, anh Nhật Minh chọn B. Chúng ta hãy cùng xem đáp án là gì ạ? Đáp án là B. Một lần nữa anh Minh anh ấy lại đúng. Vâng, 20 điểm nữa dành cho anh, 70 điểm. Căn cứ khoản 2 điều 62 Luật Nhà ở 2014 quy định, thời hạn của hợp đồng thuê nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm. Thời hạn thanh toán tiền thuê mua nhà ở xã hội tối thiểu là 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Hàng hóa dịch vụ được khuyến mại không bao gồm sản phẩm nào sau đây? A. Rượu, B. Sữa dinh dưỡng, C. Thực phẩm chức năng. Thời gian bắt đầu. Hãy cùng xem kết quả người chơi lựa chọn. Cả hai đã lại chọn A. Lần này chị Nga nhanh hơn.
Chị Nha thì sao? Nhưng mình nghĩ là rượu thì không thể khuyến mại được, bởi vì nó là chất kích thích. Có nghĩa là bán đúng giá là được rồi, không cần khuyến mại thêm đúng không? Đúng rồi. Rượu mà mua một tặng một thì có vẻ nghe cũng có vẻ là hơi khuyến khích mọi người gọi là không tỉnh táo. Đúng không ạ? Vậy thì đáp án của chương trình đó là A, chính xác. Căn cứ khoản 1 điều 5 nghị định số 81/2018 NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định, hàng hóa dịch vụ được khuyến mại dùng để khuyến mại thực hiện theo quy định của luật thương mại và các quy định cụ thể sau. Hàng hóa dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người, kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế, trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục, nghề nghiệp công lập, hàng hóa dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật. Chúng ta đang có số điểm 20 điểm dành cho chị Nga, 10 điểm dành cho anh Minh. Và chúng ta cũng đã khép lại vòng 2 với tỷ số là 80-60 nghiêng về phía anh Minh. Anh có nhớ vòng 1 anh có bao nhiêu điểm không ạ? Thực ra là quên mất rồi. Anh có 100 điểm. Chào. Cộng với 80 là 180 điểm. Chị Nga vòng 1 có bao nhiêu điểm chị nhớ không ạ? 60 điểm. Cộng 60 bằng 120. Người đi tiếp đó là anh Nhật Minh. Và dừng ở đây thì chị sẽ nói gì về khán giả chương trình ạ? Mình rất là vui hôm nay được tham gia chương trình. Kiến thức về pháp luật thì rất là rộng, và hôm nay mình học được thêm được rất là nhiều cái kiến thức về pháp luật. Rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Sức Nước Ngàn Năm. Thật ra mà nói thì luật thì rất nhiều, rất rộng, nhưng chỉ cần chúng ta biết thế nào là đúng sai, biết thế nào là hợp lý trong cuộc sống thì ắt tự nhiên chúng ta cũng sẽ hành động đúng với pháp luật. Cảm ơn chị đã đến với chương trình. Xin được tặng chị món quà lưu niệm của chương trình. Chúc chị và gia đình và người thân sẽ luôn luôn bình an và hạnh phúc ạ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng cuối cùng dành cho người đàn ông rất là may mắn và rất là có kiến thức này, được mang tên Lựa Chọn Thông Minh. Người đi tiếp đó là anh Nhật Minh. Với vốn kiến thức phong phú, Nhật Minh đã giành chiến thắng thuyết phục ở cả hai vòng với tổng điểm là 180. Thúy Nga sẽ ra về và cổ vũ nhiệt tình cho Nhật Minh giữ vững phong độ ở vòng cuối cùng. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Sức Nước Ngàn Năm và bây giờ là vòng cuối Lựa Chọn Thông Minh. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi tương ứng với các mốc từ 1 triệu đến 20 triệu. Anh Minh nghĩ rằng anh sẽ vượt qua được câu số mấy ạ? Tôi nghĩ là ngày hôm nay tôi chắc là may mắn hơn hai anh chị. Nhưng mà vào đến vòng này rồi thì cũng sẽ quyết tâm, cố gắng. Chắc là sẽ vượt được qua khoảng câu số 78 gì đấy. 78? 78 là cũng là 6-7 triệu rồi đấy, tôi nghĩ là cũng là được. Nào, tự tin lên. Bây giờ là câu hỏi số 1. Người lập di chúc có thể gửi bản di chúc cho chủ thể nào sau đây để lưu giữ? A, tổ chức hành nghề công chứng. B, bất kỳ người nào. C, cả hai phương án A và B. Thời gian bắt đầu. Anh lựa chọn phương án nào? Thật ra thì tôi nghĩ là người lập bản di chúc ấy thì có thể gửi cho con cái, vợ chồng hoặc là ai đó mình tin tưởng. Nhưng mà cái tổ chức hành nghề công chứng ấy là cái nơi mà có thể giữ cho mình chắc chắn nhất ấy. Và anh sẽ chọn cả hai phương án A và B. C. Hãy cùng xem đáp án đúng hay sai. Chính xác. Khi một bản di chúc được công chứng thì rõ ràng bản di chúc đó đáng tin cậy. Đúng không ạ? Anh đã có được 1 triệu. Căn cứ khoản 1 điều 641 Bộ luật Dân sự 2015 quy định, người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc. Câu hỏi số 2. Những tài sản nào sau đây thuộc di sản của người chết để lại? A, tài sản riêng của người chết. B, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.
C. Tất cả các tài sản nêu tại phương án A và B. Thời gian bắt đầu. Và tài sản của người chết để lại ấy, thì đương nhiên là cái tài sản riêng của người chết rồi. Nhưng mà cái tài sản riêng đấy nó cũng có trong cái phần chung với mọi người thì cũng vẫn tính là của người ta nữa. Và anh sẽ chọn? Tôi chọn phương án C. Hãy cùng xem. Chính xác. Đúng là như vậy. Anh đã có 1.500.000 đồng. Câu hỏi số 3. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc không? A có, B không, C tùy từng trường hợp cụ thể. Và tôi nghĩ là có. Và phương án anh lựa chọn đó là A, phương án A. A. Và hãy cùng xem. Đó, chính xác. Anh đã có 2.000.000 đồng. Câu hỏi số 4. Trong trường hợp được nhận thừa kế nhà ở thì nhà ở đó có bắt buộc phải có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật không? A có, B không, C tùy từng trường hợp cụ thể. Và theo tôi là nghiêng về có, bởi vì thừa kế thì cũng vẫn phải có giấy chứng nhận của pháp luật chứ. Và lựa chọn của anh sẽ là? Sẽ là A hoặc C bây giờ. Vâng. Một trong hai thôi ạ, đó là A. A, hãy cùng xem. Không chính xác. Vậy thì anh cùng xem phương án nào mới là chính xác. B. Căn cứ điểm D khoản 2 điều 118 luật nhà ở 2014 quy định, giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có giấy chứng nhận nhận thừa kế nhà ở. Một kiến thức tôi nghĩ là không rất phải là bổ ích đối với tôi, đúng không ạ? Không phải ai cũng biết, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây, và anh có số tiền thưởng là 2.000.000 đồng. Tôi nghĩ là cũng đủ để anh với các anh chị trong nhóm làm một bữa cơm chay thật là vui và ấm áp. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ạ. Chương trình có một món quà lưu niệm dành tặng anh, và đương nhiên là với số tiền 2.000.000 đồng nữa khi anh đã vượt qua các câu hỏi của chương trình. Cảm ơn anh. Anh là một người chơi tôi nghĩ rằng rất là hiểu biết, nhưng chỉ có điều hiểu biết và kiến thức của chúng ta sẽ chỉ là một hạt cát trong một sa mạc của kiến thức của luật pháp. Nhưng những gì anh biết thì cũng rất là xứng đáng để các quý vị khán giả theo dõi, ủng hộ và chia sẻ cùng với anh. Thưa quý vị, vì chúng ta không thể biết hết mọi thứ trong cuộc sống này, nhưng cuộc sống thì vẫn cứ vận hành. Vì thế mà chúng tôi rất mong quý vị đừng quên chương trình của chúng tôi, một chương trình mang tới những điều bổ ích cho cuộc sống, đó chính là luật pháp, để quý vị có một cuộc sống an toàn hơn, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy nhớ 9 giờ sáng Chủ nhật trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình Sức Nước Ngàn Năm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh ạ. Trong số phát sóng tiếp theo, khán giả sẽ được chào đón 3 người bạn thân Trương Phương, Vương Khánh và Hà Quy. Họ sẽ nhường nhịn, nể nang nhau hay thi đấu hết mình? Hãy đón xem chương trình của chúng tôi.